Từ lâu, public art đã là một phần của văn hóa thế giới. Ngày càng nhiều thành phố dành sự đầu tư cho những tác phẩm nghệ thuật công cộng bởi những giá trị mà chúng mang lại. Nằm tại quảng trường trung tâm Grand Palais ở thủ đô Brussels, chú bé tè Manneken Pis là một bức tượng đồng nhỏ do bậc thầy điêu khắc Jérôme Duquesnoy thực hiện vào thế kỷ thứ 17. Ban đầu, bức tượng có vai trò như một đài phun nước, cung cấp nước uống cho người dân. Dần dần, Manneken Pis trở thành một biểu tượng của thủ đô nước Bỉ, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Đất nước Georgia tuy nhỏ bé nhưng vô cùng quyến rũ. Trong đó, Batumi, thành phố biển xinh đẹp bên bờ biển đen, nổi tiếng với bức tượng đôi tình nhân Ali và Nino. Năm 2010, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu đầy bi kịch trong tiểu thuyết của Azerbaijan, Ali và Nino, điêu khắc gia Tamara Vesitaze đã cho ra đời tác phẩm điêu khắc bằng thép khổng lồ bên bờ biển Batumi. Không chỉ tác phẩm điêu khắc, graffiti hay tranh tường cũng có khả năng biến một địa điểm trở nên hấp dẫn và tràn đầy sức sống. Đông Pirang là một trong những ngôi làng bích họa nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Sở dĩ được gọi như vậy là bởi nơi đây tràn ngập những bức tranh tường đầy màu sắc. Trong quá khứ, Đông Pirang từng suýt bị phá hủy để xây dựng khu cao ốc theo kế hoạch tái phát triển của chính phủ. Tuy nhiên, nhờ cuộc vận động quy mô lớn của các nhóm nghệ sĩ, ngôi làng đã khoác lên mình tấm áo mới. Khắp các bức tường, hàng rào, bậc thang, ống khói được phủ kín những bức tranh sống động, độc đáo. Quả không sai khi nói rằng không có nơi nào tuyệt vời như nơi đây, phong cảnh nên thơ, những ngôi nhà rực rỡ, đầy nghệ thuật và con người thân thiện. Graffiti dần được công nhận như một loại hình nghệ thuật có giá trị. Mới đây, một bảo tàng dành riêng cho những bức họa trên tường đã được khai trương tại thủ đô Berlin của Đức. Mang tên Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art, bảo tàng trưng bày tác phẩm của khoảng 150 nghệ sĩ đường phố trong nước cũng như quốc tế, bên trong và ngoài mặt tiền của một tòa nhà cũ ở quận Schaumburg. Đây được xem là bảo tàng đầu tiên trên thế giới dành riêng cho thể loại tranh tường graffiti và nghệ thuật không gian công cộng. Tôi muốn đem nghệ thuật ra khỏi viện bảo tàng, mang lại những trải nghiệm thú vị và khác biệt. Đây là cách để mọi người hòa mình vào thiên nhiên và có những cuộc phiêu lưu khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của Copenhagen. Bên cạnh việc mang lại diện mạo ấn tượng cho các thành phố, những tác phẩm nghệ thuật hay những thiết kế được đặt trong không gian công cộng cũng chứng tỏ giá trị kinh tế khi thúc đẩy ngành du lịch của địa phương. Phát triển nghệ thuật công cộng được xem là sứ mệnh chung của cả cộng đồng. Từ các nghệ sĩ đến chính quyền, doanh nghiệp và người dân đều phải tham gia vào quá trình quy hoạch, đầu tư, hưởng thụ, quảng bá giá trị tinh thần và vật chất mà nó tạo ra. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Radar Văn hóa ngày hôm nay. Qua những hình ảnh trong phóng sự mở đầu của chương trình, chắc hẳn quý vị đã phần nào hình dung được nghệ thuật công cộng là gì, cũng như vai trò ý nghĩa của nó đối với bộ mặt của một đô thị, sự phát triển kinh tế và đời sống tinh thần của một cộng đồng dân cư. Trên thế giới không hiếm những trường hợp một tác phẩm nghệ thuật công cộng trở thành biểu tượng văn hóa, lịch sử của cả một thành phố. Vậy những đô thị lớn của Việt Nam thì sao? Chúng ta đã dành sự quan tâm như thế nào đối với vấn đề này, đặc biệt là khía cạnh tạo hình thẩm mỹ công cộng? Đây chính là chủ đề mà chương trình Radar Văn hóa tuần này muốn đề cập tới. Và vị khách mời tham gia trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay là một người không hề xa lạ gì với quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu họa sĩ, nhà báo Nguyễn Thu Thủy, tác giả ý tưởng Con đường gốm sứ nổi tiếng. Xin trân trọng cảm ơn chị đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên, chị có thể chia sẻ với khán giả của chương trình Radar Văn hóa, từ khi nào mà chị dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực nghệ thuật công cộng ạ? Vào năm 2006, sau khi được giải B, giải báo chí toàn quốc về loạt bài di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam, tôi đã nhận được một cái học bổng tại Viện Báo chí Quốc tế có trụ sở tại Berlin, 2 tháng trong một cái khóa học báo chí về môi trường. Thì trong thời gian học 2 tháng ở Berlin này thì cứ vào cuối tuần là tôi lại đi du lịch sang một nước châu Âu. Sau khi tham quan 8 thành phố châu Âu, tôi đã rất ấn tượng với các công trình gắn gốm của kiến trúc sư Antonio Gaudi ở Barcelona và cũng rất ấn tượng trước đó từ những cái kết quả khai quật khảo cổ của các nhà khảo cổ ở trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Những cái di vật gốm, cái họa tiết hoa văn vẫn còn nguyên vẹn trên những cái đồ gốm sứ, những cái mảnh gốm sứ
qua trải qua các triều đại từ Đông Sơn qua Lý Trần Lê Nguyễn, thể hiện một cái dòng chảy lịch sử xuyên suốt ngay giữa trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Và tôi đã nảy ra cái ý tưởng là dùng chính cái chất liệu gốm sứ có truyền thống lâu đời của Việt Nam để tạo nên một cái công trình nghệ thuật công cộng ngoài trời trên cái giải đê sông Hồng chạy dài 4 km qua các địa phận quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Cái thời điểm mà chị đưa ra cái ý tưởng thực hiện con đường gốm sứ ven sông Hồng như chị vừa chia sẻ thì khái niệm về nghệ thuật công cộng chưa được quan tâm nhiều tại thủ đô Hà Nội cũng như là ở cả nước ta. Có bao giờ chị nghĩ đó là một sự liều lĩnh không ạ? Quả thực khi mà tôi đề xuất cái ý tưởng đó thì rất nhiều người đã nói với tôi rằng khó mà có thể thực hiện được, chắc phải mất 15-20 năm mới có thể thực hiện được cái ý tưởng đó. Đó là cái ước mơ rất lớn đối với tôi và tôi đã quyết tâm là biến cái ước mơ đấy thành hiện thực. Vâng, ngay từ khi quá trình thực hiện cũng như là khi sau khi khánh thành được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh thì tác phẩm nghệ thuật công cộng khổng lồ này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như là của chính quyền Hà Nội. Và sau này nó luôn được xem là một biểu tượng, là một niềm tự hào của người dân thủ đô. Như vậy rõ ràng nhu cầu đối với nghệ thuật công cộng của chúng ta là có và thậm chí là rất nhiều đúng không thưa chị? Chúng tôi rất là vui khi mà triển khai cái công trình nghệ thuật con đường gốm sứ ven sông Hồng này thì chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tổ chức quốc tế, các đại sứ quán, các doanh nghiệp, các đơn vị ở trong nước và ngoài nước. Cứ mỗi đoạn tranh xuất hiện lại là một niềm vui mới khi một đoạn đê từ màu xám xịt của bê tông chuyển đổi khoác lên mình cái màu sắc tươi sáng rực rỡ của gốm sứ. Hiện nay chúng tôi đang trang trí lại nhà gương trong công viên Thống Nhất thành một cái công trình nghệ thuật gắn gốm đặc biệt dành cho thiếu nhi. Trong lúc chúng tôi làm thì rất là nhiều đoàn du lịch đã đi qua và tất cả đều có những cái lời khen ngợi động viên chúng tôi và đều đứng vào để chụp ảnh cùng với công trình. Đấy là một cái phần thưởng niềm vui rất lớn đối với tôi. Và tôi nghĩ rằng là nghệ thuật công cộng là một cái nhu cầu vẫn đang ngày càng phát triển và có một cái đòi hỏi ngày càng cao từ phía công chúng. Nó thể hiện một cái nhu cầu, một cái đời sống tinh thần ngày càng phong phú của người dân thủ đô. Không những thế thì các nhà chuyên môn còn đánh giá nghệ thuật công cộng nó chính là cái thông điệp về lịch sử, về văn hóa, về phong cách sống và xu hướng chính trị. Mà qua đó mà chúng ta có thể xác định bản sắc và ký ức của một cộng đồng. Và khi thực hiện con đường gốm sứ thì trong suy nghĩ chị có kỳ vọng cái tác phẩm này nó sẽ mang tới giá trị gì cho người Hà Nội và cho thành phố ngàn năm văn hiến của chúng ta không ạ? Khi bắt đầu triển khai thực hiện dự án con đường gốm sứ ven sông Hồng thì tôi đã phải viết rất là kỹ dự án để trình lên thành phố, phân chia 4 km ra làm 21 trường đoạn với những cái nội dung chủ đề rất là cụ thể. Thì ở trong đó là những cái gì yêu quý nhất, tự hào nhất về Hà Nội là tôi đã đưa vào. Ví dụ như trường đoạn đầu tiên là những cái họa tiết hoa văn theo dòng chảy lịch sử từ Đông Sơn qua Lý Trần Lê Nguyễn. Nó thể hiện một cái lịch sử xuyên suốt trong nghệ thuật gốm sứ, trong đời sống thẩm mỹ của nhân dân ta từ xưa đến nay. Và chúng tôi chính là thế hệ trẻ tiếp nối, vẫn tiếp nối một cái mạch ngầm của dòng chảy lịch sử xuyên suốt trên đồ gốm sứ, trên những cái tư duy sáng tạo nghệ thuật, tạo nên một cái tác phẩm mà hàng ngày được tương tác với nhân dân. Và ngoài cái đoạn là các nghệ sĩ nghệ nhân trong nước, chúng tôi đã thu hút được sự tham gia của 15 nghệ sĩ quốc tế đến từ 10 nước. Và các bạn đã đưa lên những cái dấu ấn nghệ thuật từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau, làm phong phú cho những cái hình ảnh trên con đường gốm sứ, gần như là không có đoạn nào lặp lại đoạn nào. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục mang cái vẻ đẹp gốm sứ đó để đưa đến những cái công trình nghệ thuật công cộng khác của thủ đô và tiếp tục nối dài con đường gốm sứ về phía cầu Nhật Tân. Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì mời quý vị cùng xem một số hình ảnh về một số tác phẩm nghệ thuật công cộng tiêu biểu khác của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và ekip của mình đã thực hiện tại Hà Nội và một số địa phương khác trong cả nước. Tiếp nối công trình con đường gốm sứ dài hơn 4 km, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tiếp tục say mê với chất liệu này qua một loạt những tác phẩm nghệ thuật công cộng khác có quy mô khác nhau. Ước mơ của người phụ nữ này là một ngày không xa, Hà Nội sẽ được gọi là thành phố của mosaic, một điểm nhấn để người dân thêm yêu và trân trọng vẻ đẹp của thủ đô trong thời đại đô thị hóa. Để du khách nước ngoài khi tới đây và trở về sẽ mang theo những ấn tượng tốt đẹp về nghệ thuật công cộng Việt Nam.
Có thể kể tới Trái tim tình yêu Hà Nội phố tại Hồ Trúc Bạch hoàn thành đầu năm 2015 với tạo hình giản dị, khỏe khoắn, những gam màu tươi sáng của men gốm với coban, vàng, cam, xanh lá cây mang lại hiệu quả thị giác tươi vui lạc quan. Tôi tới từ Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi và chồng tới Hà Nội. Khi chúng tôi đang đi dạo, chúng tôi nhìn thấy một tác phẩm tuyệt đẹp này. Nó rất khác so với những gì chúng tôi nhìn thấy ở Hà Nội. Trước đó, họa sĩ Thu Thủy cũng đã nhận giải khuyến khích tại cuộc thi thiết kế quốc tế IDA lần thứ 8 cho công trình đài phun nước bông sen được đặt ở trung tâm vườn hoa Mai Xuân Thưởng, khu vực giáp đường Thanh Niên, ngay cạnh Hồ Tây. Tác phẩm có sắc vàng nổi bật này, ngay sau khi được hoàn thành, đã mang tới một khuôn mặt mới cho cảnh quan đô thị nơi đây. Đặc biệt, trong các tác phẩm nghệ thuật công cộng của mình, họa sĩ này còn kết hợp các bức ảnh gốm về phong cảnh và con người Hà Nội, các công trình kiến trúc tiêu biểu, các sự kiện lịch sử. Các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của Hà Nội được in trên gốm nặng lửa cũng là một kỹ thuật chị tìm tòi riêng cho ứng dụng trang trí gốm ngoài trời. Mới đây nhất, tháng 4 năm 2017, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy là một trong những người khởi xướng và tham gia dự án trang trí sân bay Đà Nẵng thành một khu vườn nhiệt đới bắt mắt. Điểm nhấn là các cột bê tông cao 7,4m, đường kính 6,4m trở thành những bức bích họa bằng chất liệu sơn công nghiệp có thể tồn tại bền vững trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Và trong những ngày thu này, tác giả Con đường gốm sứ lại đang tất bật với một tác phẩm chị vô cùng tâm đắc, Nhà gương trong không gian công viên Thống Nhất, dự kiến sẽ khánh thành trong một vài tuần tới. Vâng. Qua phóng sự ngắn vừa rồi thì có thể thấy là trong suốt những năm qua, từ dấu ấn, từ cột mốc của Con đường gốm sứ thì chị Thủy cùng với ekip của mình vẫn tiếp tục sáng tạo không ngừng thêm những tác phẩm công cộng để làm đẹp cho không gian của đô thị. Chị có cảm hứng sáng tạo như vậy là từ đâu không ạ? Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên cái tình cảm đặc biệt đối với Hà Nội đã truyền rất nhiều cảm hứng cho mình. Ví dụ là khi làm cái đài phun nước ở khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đây là cái khu vực mà gắn bó ngay sát bên Hồ Tây, thì mình đã nghĩ rất nhiều đến sen Hồ Tây và muốn nâng cái ý tưởng sáng tạo của mình lên thành biểu tượng hóa cái bông sen như nào cho thật là cô đọng, cho thật là đặc biệt trong cái không gian ngoài trời. Thì mình đã dùng cái phương pháp điêu khắc trổ thủng để làm cho bông hoa thật là thanh thoát, thật là bay bổng và màu sắc rất là tươi nhã. Hàng triệu viên gốm đã tạo nên cái vẻ đẹp lấp lánh của bông sen này. Và khi mình gửi dự thi tại cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ 8 tại Los Angeles thì công trình đã vinh dự được nhận giải khuyến khích tại cuộc thi này. Và mình đã tiếp tục tự tin phát triển những cái hình tượng khác trong các không gian công cộng. Và được biết là mới đây thì chị có cùng với cả các nghệ sĩ khác thực hiện dự án vẽ tranh tường làm đẹp sân bay Đà Nẵng. Sở dĩ tôi muốn nhắc đến dự án này bởi vì là đây là lần hiếm hoi chị rời xa cái chất liệu sở trường của mình, đó là gốm sứ, và để thử nghiệm với cả sơn công nghiệp. Chị có thể chia sẻ với khán giả một chút về những khó khăn khi thực hiện cái bức tranh bích họa ngoài trời như thế không ạ? Thì khi các chuyên gia của nhà máy sản xuất chất liệu sơn Protecat này từ Toulouse họ sang, họ đã vô cùng thích thú khi mà thấy chúng tôi lần đầu tiên đã sử dụng 6 cái màu cơ bản là 6 cái màu công nghiệp của sơn nano bảo vệ những cái công trình công nghiệp như là cầu đường, sân bay, tạo thành một cái bức tranh nghệ thuật rất là mềm mại, thể hiện là vườn khu vườn nhiệt đới với những cái loài cây, loài hoa đặc trưng của Việt Nam như là hoa chuối pháo, hoa thiên điểu, hoa bạch ngọc trâm, chu đinh lan, các bạn rất là thích. Trong các không gian đô thị của mình thì nhiều chỗ đang bị bê tông hóa, những cái cột của đường cao tốc hay đường tàu điện trên cao thì là hoàn toàn có thể ứng dụng cái chất sơn này, vừa là để bảo vệ bê tông, vừa là để làm đẹp không gian đô thị, làm cho mềm mại hóa các mảng bê tông. Như chúng tôi đã chia sẻ ở phần đầu chương trình, nghệ thuật công cộng không phải chỉ có tác dụng làm đẹp cảnh quan thành phố, mà nó còn góp phần làm phong phú cho đời sống tinh thần của cư dân, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, để có được kết quả đó, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng khách mời Nguyễn Thu Thủy trò chuyện về tương lai của nghệ thuật công cộng ở Việt Nam. Thời gian gần đây, liên tiếp một số hoạt động làm đẹp đô thị diễn ra ở một số địa phương thu hút được sự quan tâm của dư luận.
Tuy nhiên, không phải hoạt động hay tác phẩm nào cũng phù hợp và mang lại hiệu quả tốt. Hoạt động vẽ tranh trên nắp cống tại phố đi bộ Hồ Gươm hay vẽ tranh trên cột điện và nắp cống ở thành phố Hồ Chí Minh là hai thí dụ tiêu biểu. Cháu muốn cho Hà Nội mình và tất cả các nơi trên đất nước của mình đẹp hơn. Tổ chức tô nắp cống này thì là hai bạn đăng ký luôn. Là con muốn là đóng góp một sức nhỏ vào tô đẹp cho thủ đô của thủ đô Hà Nội. Hy vọng là mọi người vì cái đẹp này mà sẽ nâng cao cái dân trí của mình lên mà không xả rác bừa bãi vào cái nắp cống nữa, để cho đỡ gây ách tắc cái hệ thống nước thải của thành phố. Còn lúc trước người ta nghĩ đơn thuần là nắp cống bẩn thỉu để các nó dục đồ rác rưởi các thứ thôi. Không thể phủ nhận những mục đích tốt đẹp mà ban tổ chức hướng tới, như góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường đối với các em học sinh nhỏ tuổi hay đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng những hoạt động kể trên chưa được tổ chức chuyên nghiệp, đặc biệt là chưa có sự tính toán kỹ lưỡng, các yếu tố như chất lượng nội dung, độ bền, mức độ phù hợp với không gian xung quanh, thông điệp thẩm mỹ, v.v. Tại thủ đô Hà Nội, người dân một số khu dân cư cũng tự tìm nhiều cách khác nhau để cải tạo không gian sống của mình. Ví dụ như bức tường tranh gốm để xóa bỏ rác quảng cáo của tổ dân phố 28, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Những bức tranh bích họa phong cảnh thành phố Venice, Italy lãng mạn trong con phố 68 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Hay con ngõ ao dài thuộc phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội được một cụ ông 80 tuổi trang trí bằng hình vẽ về nhiều chủ đề khác nhau như môi trường, tuổi trẻ, trẻ em, v.v. Tuy nhiên, có thể thấy những hoạt động nói trên chủ yếu mang tính tự phát, chưa thể góp phần vào việc thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị của cả một thành phố, đúng như tiềm năng lớn mà nghệ thuật công cộng có thể mang lại. Trong khi đó, làng bích họa ở xã Tam Thanh, Quảng Nam lại là một minh chứng rõ ràng cho thấy nghệ thuật công cộng có thể góp thêm một nguồn lực mới, mang lại những thay đổi thần kỳ như thế nào đối với đời sống tinh thần, vật chất của một cộng đồng. Đây là kết quả của dự án mỹ thuật cộng đồng Hàn Quốc Việt Nam và 100 ngôi nhà ven biển được khoác lên áo mới, mang lại cho người dân một cuộc sống mới tràn đầy hy vọng. Đối với lại cái khu vực này, trước đây nó thật sự là nó chưa có cái điều kiện để phát triển du lịch, mặc dù nó cũng có cái điều kiện như các cái khu vực kia, vẫn có biển, có sông, có đường, giao thông. Nhưng về cảnh quan, về môi trường thì ở đây, và cái điều kiện của người dân ở đây thì chưa có cái điều kiện để phát triển. Sau khi mà sơn khoảng được 3/4 hộ dân ở dọc ven đường thì các người dân ở đây rất hớn hở và mong muốn rằng các du khách đến để tham quan để rồi biết cái ngôi làng này. Được biết là em thấy có những nét nó khác lạ, là em cũng đến đây em xem thử, có nhiều nét và nhiều hình vẽ rất độc đáo về ngôi làng, thấy cái ngôi làng tự nhiên trở thành một khu du lịch của khách, có thể chụp hình đăng lên mạng rồi. Rõ ràng trong bối cảnh hiện nay, để nghệ thuật công cộng tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung có thể phát triển đúng hướng, cần sớm có đội ngũ chuyên gia cho các dự án nghệ thuật công cộng, quy tụ được những nghệ sĩ sáng tạo tâm huyết với lĩnh vực này, thay đổi nhận thức của toàn xã hội. Nghệ thuật công cộng không chỉ để làm đẹp đô thị, đồng thời giáo dục nghệ thuật và ý thức bảo vệ nghệ thuật công cộng cho công chúng. Vâng, thưa họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, trong phóng sự vừa rồi thì chúng tôi đã nhắc đến một loạt những hoạt động có mục đích làm đẹp cho không gian đô thị và thời gian qua đã được báo chí đưa tin rất là nhiều. Có lẽ là chị cũng không lạ gì. Chị nghĩ sao về những cái được và không được của các hoạt động nói trên, ví dụ như là hoạt động vẽ tranh trên nắp cống hay là vẽ hoa trên cột điện của các em thiếu nhi và các bạn thanh niên, có rất nhiều ý kiến trái chiều về cái vấn đề này ạ. Cùng với những cái ảnh hưởng từ các đô thị trên thế giới là những cái xu hướng làm đẹp các không gian công cộng ở nhiều nơi, thì việc phát triển nghệ thuật công cộng ở Việt Nam sẽ là điều tất yếu. Cái việc thực hiện một công trình nghệ thuật công cộng một cách bài bản thì cần phải có một cái hội đồng nghệ thuật, và một công trình nghệ thuật công cộng đẹp thì đầu tiên nó phải là một ý tưởng đẹp, được thiết kế rất là cẩn thận, phải đẹp về bố cục, về màu sắc, về đường nét, về ý tưởng. Và khi thể hiện từ những cái sự chuẩn bị thật là tốt thì sẽ có được một công trình nghệ thuật công cộng đẹp. Còn nếu chúng ta nóng vội và không có một cái sự lựa chọn người thực hiện và chỉ nghĩ một cách nóng vội rằng
sẽ cần phải thay đổi những cái mảng sơn bong chóc, cần phải thay đổi những cái cột điện buồn tẻ, và ngay lập tức là chúng ta vẽ một cách sơ sài lên thì chắc chắn là sẽ không nhận được sự đón nhận của công chúng. Vâng, như vậy là với nghệ thuật công cộng thì việc chọn tác phẩm gì, ý tưởng hay là thông điệp và hình thức ra sao, ở vị trí nào, nó không phải là một cái sự tùy tiện lựa chọn đúng không thưa họa sĩ Nguyễn Thu Thủy? Đúng rồi. Khi mà chuẩn bị cho một công trình nghệ thuật công cộng cần có một cái sự chuẩn bị rất là công phu. Đầu tiên là chọn địa điểm, sau đó là phải có một ý tưởng thật là tốt, gửi gắm được cái thông điệp về lịch sử văn hóa của cái địa phương mà nơi mình sẽ thể hiện tác phẩm. Tôi đã có điều kiện được đi nhiều nơi, nhiều thành phố khác nhau thì mọi người đều muốn làm cho thành phố của mình là đẹp nhất, và để thể hiện được đấy chính là cái bản sắc, là cái nét riêng của thành phố mình đang sống. Chính cái mục đích đó đã làm cho những cái công trình nghệ thuật công cộng ở mỗi thành phố, ở mỗi nơi lại mang những cái nét riêng, mang cái linh hồn riêng và thể hiện trong đó cái tinh thần, cái gu thẩm mỹ, cái mong muốn, ước mơ của chính người dân nơi bức tranh thể hiện. Và bản thân chị có nhận thấy là ở nước ta thì nghệ thuật công cộng chưa có sự quan tâm đúng mức, đó chỉ dựa vào nỗ lực của một số cá nhân nghệ sĩ, và chị cũng đã có nhiều dịp để đi ra nước ngoài rồi, vậy thì chị cảm thấy họ quan tâm như thế nào với cái lĩnh vực này ạ? Hiện nay ở rất nhiều đô thị trên thế giới họ có những cái nỗ lực rất là lớn để phát triển nghệ thuật công cộng. Chính quyền thành phố đưa hẳn ra những cái văn bản mang tính pháp lý để khuyến khích phát triển nghệ thuật công cộng. Ví dụ như ở New York là trích 1% cho các công trình nghệ thuật công cộng có trị giá dưới 20 triệu đô và không quá 0,5% cho các công trình xây dựng trên 20 triệu đô. Và ở Toronto hay ở Anh thì là trích 1% của các công trình xây dựng cơ bản cho nghệ thuật công cộng. Chính việc đưa ra những cái chính sách này thì là bắt buộc chủ đầu tư, các nhà đầu tư là phải chú ý đến nghệ thuật công cộng, mang lại cái lợi ích cho cái cộng đồng dân cư sống tại những cái khu vực mà họ xây dựng nên những cái khu đô thị mới, những cái tòa nhà này. Ở nước mình hiện nay thì là các nghệ thuật công cộng vẫn là đang bỏ ngỏ, vẫn là sự nỗ lực từ cá nhân các nghệ sĩ mà chưa có được cái sự đầu tư từ chính quyền, thì tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều điều kiện để phát triển cho nghệ thuật công cộng trong tương lai. Đó là một cái sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền thành phố, giữa chủ đầu tư, giữa các nghệ sĩ và công chúng. Nó là một cái vòng tuần hoàn khi tất cả mọi người đều dành một cái tình cảm yêu quý, một cái bày tỏ một cái tình yêu và một cái nhu cầu cảm thấy là cần làm đẹp cái không gian mình sống, thì khi đó nghệ thuật công cộng sẽ phát triển rất tốt. Dạ, và bên cạnh đó thì công chúng là đối tượng thụ hưởng, thậm chí là họ có thể tham gia về cái quá trình sáng tạo của nghệ thuật công cộng. Vậy họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, chị nghĩ thế nào về cái sự cần thiết của việc giáo dục nghệ thuật cũng như là ý thức bảo vệ nghệ thuật công cộng cho công chúng ạ? Nhà nghiên cứu nghệ thuật người Nga Osanikov có một câu nói rất hay rằng nghệ thuật công cộng đi vào quỹ đạo giáo dục thẩm mỹ không chỉ với tư cách là nhân tố thúc đẩy sự sáng tạo theo quy luật của cái đẹp, mà còn là một phương tiện mạnh mẽ để nhận thức cuộc sống và làm con người phong phú lên về mặt tinh thần. Nên sự tham gia của công chúng, kể cả trong việc sáng tạo, trong việc đóng góp ý kiến đối với các nghệ sĩ, hay thậm chí ở Mỹ tôi đã được chứng kiến những cái công trình nghệ thuật công cộng mà do chính các nghệ sĩ và người dân cùng tham gia, cùng nhau sáng tạo, người nghệ sĩ hướng dẫn cho người dân. Đấy là một cái cách mà giáo dục thẩm mỹ một cách rất là tự nhiên. Công chúng càng được hiểu hơn về quá trình để thực hiện một tác phẩm nghệ thuật là khó khăn như thế nào và mất nhiều công sức, nhiều công phu như thế nào, họ sẽ là người giữ gìn tốt nhất cho các công trình nghệ thuật công cộng. Thưa quý vị, nghệ thuật công cộng luôn là vấn đề lớn ở khắp các đô thị trên thế giới. Ở Việt Nam, sự nhìn nhận về nghệ thuật công cộng trên bình diện toàn xã hội vẫn chưa đầy đủ. Đó là nguyên nhân dẫn đến nghệ thuật công cộng ở các đô thị Việt hiện nay chưa thể hiện được vai trò quan trọng của nó. Mặt khác, trong xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ, có lẽ thành phố này khác thành phố kia chỉ còn là bản sắc văn hóa và những công trình nghệ thuật công cộng độc đáo mang tính lịch sử. Và xin được cảm ơn họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được chúc chị và ekip sẽ có thể
thêm những tác phẩm nghệ thuật công cộng tuyệt vời trong thời gian tới. Và chương trình Radar Văn hóa của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.